anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thi-ơ. Khi ấy nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilea. Người rời bỏ Nazareth đến ở miền duyên hải thành Ca-phác-na-um giáp ranh đất Zabulon và Nephtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Gia-ya rằng: Hỡi đất Zabulon và đất Nephtali, đường dọc theo bờ biển bên kia sông Jordan, Galilee của dân ngoại, dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết. Từ bấy giờ Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: Hãy hối cải vì nước trời đã gần đến. Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilea, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Tiếng tăm người đồn ra khắp xứ Syria, người ta đem đến cho người đủ thứ bệnh nhân, những người mắc phải các thứ tật nguyền đau đớn, quỷ ám, khuynh phong, bất toại. Người đã chữa lành họ. Dân chúng đông đảo theo người, họ đến từ xứ Galilea, miền thập tỉnh Jerusalem, Judea và bên vùng bên kia sông Jordan. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, kính thưa anh chị em, chiều hôm nay tôi có hai điều thưa với anh chị em. Thứ nhất đó, anh chị em thấy ngày hôm qua lễ hiển linh mà nhà thờ An Nhơn hôm nay vẫn chưa có dẹp hang đá. Một số nhà thờ dẹp hang đá và thậm chí một số người cũng đã dẹp hang đá rồi. Cứ coi như là hang đá chỉ có để đến lễ hiển linh là hết, tức là ngày xưa gọi là lễ ba vua là hết. Còn tại sao chúng ta lại còn để hang đá đây? Thực ra cái hang đá là diễn tả mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. Gọi là hang đá, nhưng mà người ta có thể diễn tả cách này hay cách khác, có khi thì làm cái nhà, có khi thì làm quả cầu, vân vân vân. Nhưng mà trung tâm của hang đá là Chúa Giêsu hài đồng. Và khi Chúa Giêsu hài đồng, tức là chúng ta mừng đây là Thiên Chúa được ban cho chúng ta, và chính Ngài được ban cho để cho chúng ta thấy được vinh quang của Thiên Chúa và thấy được Thiên Chúa hữu hình ở nơi con người của Ngài. Vì thế gọi là mầu nhiệm Giáng sinh thì phải hiểu là chúng ta mừng Chúa tỏ mình ra cho chúng ta nơi Chúa Giêsu. Và vì thế Chúa Giêsu là hang ở trong, như là một người, một hài nhi kia cũng là mầu nhiệm Giáng sinh. Chúa Giêsu mà chúng ta mừng ở trong cái biến cố ngày hôm qua hiển linh cũng là mầu nhiệm Giáng sinh, là Chúa tỏ mình. Chúng ta còn hai yếu tố nữa của lễ Giáng sinh, đó là ở tiệc cưới Cana Chúa tỏ ra cho thấy thần tính của Ngài khi Ngài biến nước thành rượu, và Chúa tỏ ra cho chúng ta ở sông Jordan nữa. Vì thế cái mầu nhiệm Giáng sinh kết thúc ở lễ Chúa chịu phép rửa. Hết lễ Chúa chịu phép rửa thì hết mầu nhiệm Giáng sinh. Vì thế chúng ta nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ đến ba vua là hết rồi, chúng ta quên mất hai yếu tố. Còn hai yếu tố nữa là tiệc cưới Cana và ở dòng sông Jordan. Và ở dòng sông Jordan, anh chị em biết, đây chính Chúa Cha xác nhận: đây là con ta yêu dấu, rất đẹp lòng ta, các ngươi hãy nghe lời Ngài. Cái con người Giêsu đấy là con của Thiên Chúa, là con của Chúa Cha. Vì vậy anh chị em chúng ta hiểu cái mầu nhiệm Giáng sinh, chúng ta không có phải chỉ là cứ nghĩ là cái hang đá, mà chúng ta hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa làm người thì đây rất là quan trọng. Bởi vì cái hang đá chỉ là cách diễn tả Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa, nếu Thiên Chúa tỏ mình cho chúng ta, nghĩa là gì? Ngài đến để Ngài soi sáng cho chúng ta con đường chúng ta đến với Thiên Chúa. Các bài tin mừng trong suốt tuần lễ này, chúng ta sẽ nghe cách này hay cách khác, diễn tả cách này hay cách khác. Chúa đến để Chúa cho chúng ta thấy được sự hiện diện của Chúa dẫn dắt chúng ta. Trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, anh chị em nghe cái câu chuyện là lúc bấy giờ khi Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilee. Chúa Giêsu lui về Galilee nghĩa là sao? Gioan bị bắt, bị nộp ở miền Nam đất nước Do Thái. Miền Nam là tại Jerusalem. Tại sao ông bị bắt? Là bởi vì ông chống lại vua Herode đi cướp vợ của anh mình. Và khi đó Herode bắt ông để bịt miệng ông, không cho ông ta nói. Thế thì khi bắt Herode bắt Gioan tẩy giả vậy rồi, Chúa Giêsu đang ở miền Nam, tức là ở Judea. Bây giờ Ngài thấy vậy, Ngài lui về miền Bắc.
tức là đi từ miền Nam ra miền Bắc, giống như chúng ta từ Sài Gòn ra Hà Nội vậy. Ngài ra miền Bắc, nhưng mà Ngài cũng không về quê của Ngài là Nazareth. Nazareth chúng ta nói tựa cho dễ hiểu, giống như Thái Bình vậy đấy. Ngài không về quê đó, Ngài đi đến ở cái vùng gọi là vùng đất giáp ranh đất Zabulon và Nephtali. Hai cái vùng này được là cái gọi là cái vùng mà gọi là đất ngoại. Ta nói cho nó dễ hiểu, giống như chúng ta, đây là Chúa Giêsu giống như sang Quảng Đông, Quảng Tây Trung Quốc vậy đó, cho dễ hiểu. Chúa Giêsu sang đó, mà đối với người Do Thái đó, là đi sang đất dân ngoại, là không có phải là đất của Chúa, thành thử ra họ không được ơn cứu độ. Nhưng mà chúng ta nghe này, Ngài đến cái vùng đất đó để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaiah rằng: hỡi đất Zabulon và đất Nephtali, đường dọc theo bờ biển bên kia sông Giô-đan, Galilee của dân ngoại. Tất cả những từ này, dọc theo bờ biển là cái chỗ ngoài biên giới, bên kia sông Giô-đan là không thuộc về đất của chúng ta, Galilee của dân ngoại là cái từ đó, là đất đó là dân tứ chiếng đó, dân đó không có thuộc về đất của chúng ta. Thì mấy cái cụm từ này đều nói đến là một sự coi là mỉa mai đối với những người ngoại. Nhưng dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong tối tăm. Nếu trong cái ánh mắt của người Do Thái, là những người ở bên ngoài biên giới đất nước Do Thái, là những kẻ tối tăm, thì bây giờ ánh sáng đã xuất hiện cho họ, dẫn đưa họ đến gặp gỡ Đức Kitô. Và anh chị em cũng vậy, ngày hôm qua những người ba vị đạo sĩ ở phương Đông, họ nhìn thấy ánh sáng thì ánh sao, và từ ánh sao đó họ đến gặp gỡ Chúa. Vì vậy ở đây hôm nay trong tuần này, chúng ta sẽ bắt đầu chiêm ngắm Chúa là ánh sáng soi dẫn đường cho chúng ta. Vì thế mầu nhiệm Giáng sinh còn được gọi là mầu nhiệm của ánh sáng đó. Ánh sáng chỉ đường cho chúng ta để chúng ta tiến bước. Và vì thế khi chúng ta mừng Chúa chúng ta, là chúng ta mừng ánh sáng của Thiên Chúa soi đường dẫn lối để chúng ta tiến bước theo Ngài. Vì vậy tôi cũng xin thưa anh chị em một trong vấn đề khá thời sự, và tôi cũng sẽ lặp đi lặp lại để chúng ta hiểu một cách rõ ràng chắc chắn. Chúng ta theo đạo đó, anh chị em phải sửa lại là bảo, đừng cứ bảo rằng là theo đạo nào cũng được, đạo nào cũng tốt. Cái từ đó là từ đánh đồng. Nhưng mà chúng ta gọi là theo đạo, mà gọi cái đạo, đạo anh chị em biết tiếng Hán nó là gì? Là đường đó. Chúng ta bước vào đường, lên đường. Chúng ta theo đạo nghĩa là lên đường. Mà trên đường đi theo ai? Theo Chúa. Theo Chúa để Chúa dẫn dắt chúng ta. Vì thế người theo đạo là người phải di chuyển lên đường. Chúng ta không có theo đạo một lần cho hết tất cả, ta gọi là một lần cho đầy đủ, mà là chúng ta khi chúng ta lãnh bí tích thánh tẩy chỉ mới là cái điểm khởi đầu thôi. Và chúng ta sẽ phải lên đường suốt, lên đường dựa trên ánh sáng là Đức Kitô, Ngài dẫn dắt chúng ta. Và cuộc đời của chúng ta đây, tất cả chúng ta khi chúng ta nói đạo đó, là sống cuộc đời trần thế này là cả một cuộc chuyển đổi luôn luôn. Chuyển đổi của chúng ta là chuyển đổi thay đổi con người của chúng ta. Nếu chúng ta chưa tốt, chúng ta phải nên tốt. Nếu chúng ta tốt rồi, chúng ta tốt hơn. Mà chúng ta tốt hơn, chúng ta phải là vị thánh. Đấy là cái con đường của chúng ta đi. Và muốn như thế thì chúng ta bước theo Chúa. Vì vậy theo đạo là chúng ta đi theo Chúa. Nếu chúng ta không hiểu cái này, là chúng ta sẽ coi như là nhiều khi chúng ta cứ nghĩ là cứ theo đạo xong là đường thôi. Anh chị em biết nhiều khi á, nhất là các bạn lập gia đình, thì bên kia nhiều khi yêu người yêu của mình, nhất là phía bên Công giáo, mà đòi cái điều kiện phải theo đạo, là cái điều kiện phải có để mà được con trai tôi, con gái tôi. Thế là thôi, nó sẽ đáp ứng cái điều kiện của gia đình mình để có được vợ, có được chồng. Đến khi mà nó có được vợ, được chồng rồi, con được vợ, con được chồng, con thôi nhà thờ luôn. Vì đạo nó là một cái gì nó được đạt đấy thôi, mà nó không phải là cái sự tiến triển bước tới. Vì vậy chúng ta xin Chúa cho chúng ta hiểu cái điều này. Và chúng ta hiểu rồi chúng ta sống, và chúng ta sống rồi chúng ta mới có thể nói cho người khác được. Chúng ta không có hiểu thì chúng ta cũng không sống được. Người ta không thể mà sống mà một cách mà là người ta làm một cách theo thuộc lòng được. Nhưng mà chúng ta hiểu điều đó để chúng ta mỗi ngày chúng ta sống tốt hơn. Và khi chúng ta sống như vậy, chúng ta mới hướng dẫn giúp cho anh chị em chúng ta tiến bước được. Và đó chính là hành trình đức tin của chúng ta.
Hôm nay Chúa Giêsu đến ở vùng đất dân ngoại, dù người Do Thái không chấp nhận, nhưng Ngài đến đó là Ngài ánh sáng dẫn dắt người ta đi theo con đường của Chúa. Thì xin cho mỗi chúng ta cũng bước theo Chúa trong hành trình đức tin của chúng ta, để cuộc đời của chúng ta luôn đạt đến đích là chính Thiên Chúa nhờ con đường mà Đức Kitô dẫn chúng ta đi.